Kính chào bà con và các bạn đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Thưa bà con, sầu riêng hiện tại là loại cây trồng mang lại thu nhập cao cho nhiều nông hộ. Tuy nhiên, thời điểm nắng mưa xen kẽ như hiện nay, bà con nông dân cần triển khai nhiều giải pháp để cây sầu riêng sinh trưởng và phát triển đảm bảo. Nội dung về giải pháp đầu tư chăm sóc sầu riêng mùa mưa sẽ có trong phần cuối của chương trình. Trước hết, mời bà con cùng điểm qua một số thông tin nông nghiệp đáng quan tâm khác để cập nhật trong 365 ngày chuyển động hôm nay. Thưa bà con nông dân, cùng với thành phố Đà Lạt và các huyện Đức Trọng, Lạc Dương, thì huyện Đơn Dương cũng là địa phương trồng rau củ quả chủ lực của tỉnh Lâm Đồng. Với mong muốn phát triển kinh tế từ thế mạnh đó, một nhà nông ở thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương, anh Nguyễn Đức Thắng đã dành hàng tỷ đồng để đầu tư trồng rau thủy canh. Trước đây, gia đình anh Nguyễn Đức Thắng chủ yếu làm vườn ươm kinh doanh giống cây con để cung cấp cho bà con nông dân địa phương. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều vườn ươm cây giống được thành lập, nên hiệu quả kinh tế giảm dần. Trước tình hình đó, anh Thắng đã mạnh dạn đầu tư 2,5 tỷ đồng để lắp đặt thiết bị sản xuất và trồng rau thủy canh theo công nghệ tiên tiến của châu Âu. Năm đầu, do chưa có kinh nghiệm nên công việc làm ăn không mấy khả quan. Rút kinh nghiệm từ thực tiễn cộng với tham khảo nhiều thông tin qua mạng Internet, qua đài, mô hình trồng rau xà lách theo phương pháp thủy canh rộng 2.500m² của gia đình anh Thắng dần đi vào ổn định. Theo đó, bình quân 2 tháng, gia đình anh thu hoạch được 6 tấn rau xà lách với giá hợp đồng cung cấp rau sạch cho các siêu thị ngoài tỉnh 30.000 đồng một ký, cho thu nhập 180 triệu đồng 2 tháng. Sau khi trừ chi phí đầu tư, công chăm sóc, thu hoạch đóng gói, còn lãi trên 80 triệu đồng. Theo nhà nông Nguyễn Đức Thắng, để có được kết quả khả quan như thế, khi quyết định đầu tư trồng rau thủy canh, bà con nông dân cần chuẩn bị kỹ càng về nguồn vốn sản xuất lẫn quy trình chăm sóc cây trồng. Cây rau thủy canh cần chất lượng dinh dưỡng và nước đầy đủ. Hàng ngày, nông dân nên kiểm tra mực nước. Khi cây bắt đầu bén rễ, khuấy cho dinh dưỡng phân tán đều trong thùng nhằm giúp cho cây hấp thụ đầy đủ dưỡng chất. Bên cạnh các loại rau hoa củ quả ngắn ngày thì cà phê cũng là loại cây trồng thế mạnh được nhiều nông hộ ưu tiên phát triển. Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có gần 173.000 hectare cà phê, phần lớn diện tích nói trên đang trong kỳ kinh doanh. Tiếp thêm lực giúp nông dân tỉnh nhà phát triển cây cà phê bền vững và khoa học, Trung tâm Nghiên cứu và Chuyển giao Kỹ thuật Cây Công nghiệp và Cây Ăn Quả thuộc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Lâm Đồng đã triển khai mô hình sản xuất cà phê kiểu mới, vườn cây bài lớp giống. Theo đó, thay vì trồng thuần một loại giống cà phê như lâu nay, mô hình trồng cà phê kiểu mới có đến 3 lớp cây giống cà phê, giống chín sớm, đúng vụ, giống cho thu hoạch hơi muộn và đặc biệt là giống cho thu hoạch muộn, gần như là trái vụ. Cà phê Tây Nguyên bắt đầu chín từ đầu tháng 10 hàng năm và thời gian thu hoạch trong vòng hơn 1 tháng. Tại Lâm Đồng, nhà vườn trồng phổ biến các giống cà phê chín đúng vụ. Tuy nhiên, do điều kiện về đất đai, thổ nhưỡng, vùng nguyên liệu cà phê ở Lâm Đồng tự hình thành những giống chín muộn như TR9, TR16. Đồng thời, ở giữa các giống chín sớm TS1, TR11 và các giống chín muộn TR9, TR16 là các giống trung gian như TS4, TR4. Trên cơ sở nghiên cứu các giống cà phê trong nhiều năm qua, cùng với thử nghiệm thực tế, Trung tâm Cây Ăn Quả Lâm Đồng đã phối hợp cùng nhà nông Nguyễn Xuân Bách ở phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, ghép cây giống theo kiểu 3 vòng trên diện tích 6 hectare. Theo đó, dựa vào địa hình và đặc điểm sinh trưởng của các giống cà phê hiện có, ở khu vực trung tâm của trang trại được trồng các giống chín muộn TR9, TR16, vòng giữa là các giống chín hơi muộn TS4, TR11, vòng ngoài cùng là các giống chín đúng vụ TS1, TR11. Với 3 lớp cây giống cà phê như thế, thời gian thu hoạch sẽ được kéo dài trong vòng từ 3 đến 4 tháng, giúp nông dân giảm lực về công lao động, hạn chế tình trạng giá cả bấp bênh trong giai đoạn thu hoạch rộ. Bên cạnh đó, hiệu quả kinh tế của vườn cà phê 3 lớp sẽ khả quan hơn nhờ thiếu hụt nguồn hàng trên thị trường cà phê thế giới vào cuối vụ. Không những có khả năng chịu hàng cao, các giống cà phê chín muộn TR9, TR16 còn cho năng suất từ 6 đến 7 tấn trên 1 hectare, cao hơn 3 đến 4 tấn 1 hectare so với các giống cà phê được trồng phổ biến hiện nay. Bên cạnh đó, nhà nông còn có thể trồng xen bơ trong vườn cà phê, 3 lớp cây giống giúp bà con tăng thêm thu nhập. Cùng với các giải pháp đầu tư chăm sóc khoa học mới phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, tỉnh Lâm Đồng còn tiếp tục triển khai kế hoạch tái canh cà phê nhằm từng bước thay thế dần những diện tích cà phê đã già cỗi, kém năng suất, chất lượng không đảm bảo bằng những giống cà phê đầu dòng mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Theo kế hoạch, giai đoạn 2022-2025, ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng sẽ tiếp tục tái canh, ghép cải tạo gần 30.000 hecta diện tích cà phê kém hiệu quả, bao gồm 28.830 hecta cà phê vối, còn lại là những diện tích cà phê chè. Giai đoạn 2015-2021, Lâm Đồng đã tái canh ghép cải tạo được gần 59.500 hecta cà phê. Phần lớn các diện tích cà phê sau tái canh cải tạo cho năng suất cao, ổn định, trung bình trên 4 tấn một hecta. Cá biệt có nhiều mô hình năng suất lên đến từ 7 đến 8 tấn một hecta. Tiếp tục trẻ hóa vườn cà phê ở Lâm Đồng, giai đoạn từ nay đến năm 2025, ngành nông nghiệp Lâm Đồng tiếp tục vận động nông dân hàng năm xây dựng và triển khai kế hoạch trồng tái canh, ghép cải tạo cà phê phù hợp trên từng địa bàn. Có sự phối hợp giữa ngành nông nghiệp và ngân hàng triển khai các chủ trương chính sách hỗ trợ nhu cầu về vốn vay đầu tư cho tái canh, ghép cải tạo cà phê, bình tuyển công nhận các giống cây cà phê đầu dòng cho năng suất chất lượng cao để cung ứng mầm, chồi, cây giống cho nông dân. Đồng thời, triển khai các mô hình tái canh bền vững, phòng trừ dịch hại tổng hợp, phòng trừ nấm, tuyến trùng để làm điểm tham quan học tập và tuyên truyền khuyến cáo nông dân áp dụng vào thực tế sản xuất. Thưa bà con nông dân, trong nhiều năm qua, tỉnh Bến Tre được xem là một trong những địa phương trồng cây ăn trái chủ lực ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Trái cây ở địa phương này có quanh năm với nhiều chủng loại đa dạng. Và để ngành hàng trái cây phát triển bền vững, thì nhiều hình thức liên kết để hình thành vùng sản xuất lớn đã được chú trọng. Xã Quế Sơn, huyện Châu Thành là một trong những nơi canh tác bưởi da xanh nhiều của tỉnh Bến Tre. Để phát huy hiệu quả của loại cây ăn trái này, từ năm 2006, hàng chục nông hộ ở địa phương đã đứng ra thành lập tổ hợp tác sản xuất bưởi da xanh Phú Thành. Từ đây, nông dân đã thay đổi tập quán sản xuất manh mún nhỏ lẻ để cùng nhau liên kết sản xuất quy mô lớn hơn, có sự hỗ trợ kỹ thuật và canh tác theo quy trình tiên tiến. Chính từ hướng làm ăn bài bản này mà cây bưởi da xanh của nông dân Bến Tre luôn đạt chất lượng trái tốt và không lo đầu ra. Trong đó, có những năm bưởi da xanh được bán với giá từ 40.000 đồng đến 60.000 đồng một ký, đã giúp nhiều nhà vườn nơi đây có nguồn thu hàng trăm triệu đồng một năm. Hiện nhiều diện tích cây ăn trái ở địa phương này được bà con nông dân sản xuất theo quy trình Việt Gáp, có truy xuất nguồn gốc, cấp mã vùng, nhằm đáp ứng những đòi hỏi khắt khe của các thị trường, nhất là với những thị trường xuất khẩu khó tính. Cũng liên quan đến câu chuyện tìm đầu ra cho nông sản, thưa bà con, từ mùng 1 tháng 7 năm 2022, trái chanh dây được xuất khẩu chính ngạch vào thị trường Trung Quốc. Đây là cơ hội cho loại cây trồng này phát triển, mang lại thu nhập ổn định hơn cho nhà nông và các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để xuất khẩu chanh dây chính ngạch hiệu quả, nhiều vấn đề mà nông dân, doanh nghiệp và cơ quan quản lý cần phải quan tâm. Ghi nhận thực tế tại tỉnh Đắk Nông, địa phương trồng chanh dây lớn ở khu vực Tây Nguyên. Đắk Nông có khoảng 1.300 hecta chanh dây, tập trung nhiều nhất tại các huyện Gia Nghĩa, Đắk Cờ Long, Tuy Đức, Đắk Song. Mỗi hecta chanh dây nông dân thu lợi từ 200 đến 300 triệu đồng mỗi năm. Khi chanh dây được xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc, càng là cơ hội để nâng cao thu nhập cho bà con nông dân trồng chanh dây cả nước nói chung và Đắk Nông nói riêng. Thế nhưng để tận dụng hiệu quả cơ hội này, trước hết là phải xây dựng và có chứng nhận vùng trồng chanh dây. Muốn làm được điều này, bà con trồng chanh dây cần phải áp dụng quy trình sản xuất an toàn, đồng đều, đạt quy chuẩn xuất khẩu. Xuất khẩu chính ngạch phải có ký kết giữa các bên về chất lượng, số lượng. Nếu bên xuất khẩu không đáp ứng được các điều kiện sẽ bị phạt ở mức cao. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, điều này rất khó thực hiện. Do đó, các cơ sở cần có sự liên kết với các tập đoàn, công ty có tiềm lực, năng lực tốt mới đáp ứng được. Theo các chuyên gia, muốn thắng lợi các địa phương nên quy hoạch mã vùng trồng chanh dây. Vùng trồng chanh dây không nên quá 50 hectare. Vì nếu tạo vùng trồng quá lớn, việc quản lý chất lượng nông sản gặp khó khăn, đối tác sẽ cấm nhập khẩu luôn cả vùng. Khi đó thì sẽ rất khó xoay sở. Cũng tại khu vực Tây Nguyên, thưa bà con, nhận thấy hiệu quả của cây mắc ca mang lại khả quan, một nhà nông ở xã Ea Son, huyện A Hờ Leo, tỉnh Đắk Lắk, ông Vũ Đình Sơn đã đầu tư trồng cây mắc ca. Với giải pháp đầu tư phù hợp, mô hình trồng mắc ca đầu tiên ở xã Ea Son đã mang lại thu nhập cao gấp từ 4 đến 5 lần so với trồng cà phê. Đây được xem là hướng chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp, có phần thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương. Tiên phong trồng mắc ca ở xã Ea Son, nhà nông Vũ Đình Sơn hiện có 20 hectare mắc ca từ 4 đến 5 năm tuổi, đang bước vào thu hoạch với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Vũ Đình Sơn cho biết, gia đình ông đưa cây mắc ca vào cơ cấu sản xuất của gia đình mình từ năm 2017.
Nhờ điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu phù hợp, vườn macca của gia đình ông phát triển nhanh, sinh trưởng tốt. Sau 3 năm xuống giống, những cây macca đầu tiên đã cho trái bói với chất lượng hạt thơm ngon, vừa thu hoạch năm 2021 cho thu bói 5 tấn hạt khô. Toàn bộ sản lượng được rang sấy chế biến, bán thử nghiệm cho người thân quen và trên mạng xã hội. Dự kiến năm nay, vườn macca sẽ cho thu hoạch khoảng 20 tấn hạt khô. Hiệu quả kinh tế bước đầu của cây macca cao gấp từ 4 đến 5 lần so với cây cà phê, là dễ chăm sóc, ít tốn công, hầu như không phát sinh sâu bệnh hại. Bên cạnh đó, macca vốn là dòng cây rừng, nên chỉ cần sử dụng lượng phân bón, nước tưới rất ít so với các loại cây công nghiệp, cây ăn trái khác, phù hợp với điều kiện canh tác trên đất đồi cao, thường xuyên khô hạn nhờ địa bàn Ia Son. Hiện ông Sơn đang vận động những nông hộ địa phương mở rộng diện tích, tăng cường liên kết để có đầu ra ổn định và thuận tiện cho việc phát triển sản phẩm OCOP ở địa phương. Thưa bà con nông dân, sầu riêng hiện là loại cây ăn trái đang được canh tác phổ biến tại nhiều địa phương trong cả nước. Tại Lâm Đồng, ở khu vực ba huyện phía Nam gồm Đạ Oai, Đạ Tẻ và Cát Tiên, vụ sầu riêng năm nay đã cơ bản thu hoạch xong. Riêng tại thành phố Bảo Lộc và các huyện như là Di Linh, Bảo Lâm, Lâm Hà hay Đạ Nam Rồng, cây sầu riêng đang trong giai đoạn nuôi trái, chuẩn bị thu hoạch. Để loại cây ăn trái này sinh trưởng và phát triển đảm bảo trong điều kiện mưa nhiều như hiện nay, bà con nông dân cần triển khai những giải pháp khoa học. Chúng ta cùng tìm hiểu cụ thể qua phóng sự sau. Tỉnh Lâm Đồng hiện có gần 12.000 hecta sầu riêng, sản lượng đạt trên 75.000 tấn. Đây là loại cây trồng mang lại nguồn thu khả quan cho nhiều nông hộ, nên bên cạnh việc đưa vào canh tác sầu riêng giống mới, trồng xen sầu riêng trong vườn cà phê, bà con nông dân còn tăng cường áp dụng nhiều quy trình canh tác tiên tiến nhằm giúp ổn định năng suất và nâng cao chất lượng nông sản. Hiện sầu riêng đã được xuất sang Trung Quốc bằng con đường chính ngạch. Điều đó càng khuyến khích nông dân Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung đầu tư phát triển cây sầu riêng ngày càng khoa học. Tuy nhiên do thời tiết Lâm Đồng đang trong những tháng mùa mưa nên tình trạng sầu riêng bị các loại sâu, dịch bệnh gây hại tương đối phổ biến. Chỉ tính trong tuần qua, nhiều diện tích sầu riêng mới thu bị mất sức, thiếu dinh dưỡng. Ngoài ra, gần 3.000 hecta sầu riêng bị chảy gôm, tháng thư, thổi gốc. Tỷ lệ hại cao có nơi lên đến 43,3%. Sâu bệnh hại khó nhất là cái xì mủ. Xì mủ với thúi rễ. Nó như thế nào? Nó bị thúi cái bộ rễ dưới là nó chết cây. Rồi xì mủ thì nó chết cành. Đó, xì mủ thì nó xì mủ đây là nó chết cành. Cành nào nó xì mủ thì nó chết. Nhưng mà ai biết thì phát hiện sớm thì mình xử lý được. Nó bị từ nhỏ tới lớn luôn, giai đoạn nào nó cũng bị hết. Khi mình phát hiện nó xì mủ, cái mình lấy dao mình cạo. Mình cạo cái lớp xì mủ đó, cái mình lấy thuốc mình chét vô, mình quét vô. Thời điểm này, những diện tích sầu riêng vừa thu hoạch xong, bà con cần tập trung vệ sinh vườn, cắt bỏ và tiêu hủy những cành già, lá già, nhiễm bệnh. Cành không có khả năng cho trái, nhằm tạo thông thoáng vườn cây. Bón phân đầy đủ và cân đối, tránh bón thừa đạm và nhất là không phun phân bón lá định kỳ. Với những diện tích đang nuôi trái, bà con cần thường xuyên thăm vườn. Khi trái sầu riêng chuyển hóa tinh bột, việc bổ sung kali sunfat là rất cần thiết. Không bón kali đỏ dễ làm trái bị sượng. Khi mưa nhiều, cây thừa nước, quá trình chín cũng diễn ra kém. Do đó bà con cần phải làm cho buồng thoát nước tốt. Trước khi thu hoạch trái sầu riêng từ 15 đến 20 ngày, phải cắt nước hoàn toàn. Nếu trời mưa, phải khai thông buồng cho nước thoát tốt thì chất lượng trái sẽ đảm bảo. Song song đó, có giải pháp quản lý các loại sâu bệnh hại khoa học, nhất là với những diện tích sầu riêng, xen canh trong vườn cà phê. Sầu riêng mà trồng xen trong các vườn cà phê ấy, thì để mà chăm sóc tốt và có cái hiệu quả cao ấy, thì bà con nông dân chú ý về cái mật độ khoảng cách trồng. Thì cứ 3 hàng cà phê thì chúng ta trồng một cái hàng sầu riêng là phù hợp và nó vừa đảm bảo sinh trưởng cho cà phê lẫn sầu riêng. Ngoài ra trong cái quá trình mà chăm sóc ấy thì chúng ta cũng chú ý là đối với cái cây sầu riêng ấy thì một số các cái dịch hại rất là quan trọng, ví dụ như là cái bệnh xì mủ, rồi các cái đối tượng dày dẹp ấy thì chúng ta phải quan tâm để chúng ta phòng chống nó hiệu quả. Hiện nay, nhiều nông hộ trong tỉnh đã ưu tiên canh tác sầu riêng theo quy trình Việt Gáp hoặc theo hướng hữu cơ. Đây là giải pháp đầu tư khoa học, vừa giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển đảm bảo cho chất lượng vượt trội, vừa hạn chế ảnh hưởng đến môi trường canh tác ở các nông hộ. Những khuyến cáo về các giải pháp chăm sóc cây sầu riêng vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay tại đây.
Bà con và các bạn quan tâm muốn đóng góp chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365ngaychuyendonglv@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633 829930. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của bà con và các bạn. Thân ái, chào tạm biệt.